Mở đầu chương trình ngày hôm nay, Hà Trinh xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin hữu ích trong chuyên mục Sống Vui Sống Khỏe. Trong chuyên mục Sống Vui Sống Khỏe ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về những điều hết sức cần thiết khi đi bơi. Điều đầu tiên trong giai đoạn trước khi bơi, chúng ta cần phải khởi động trước khi xuống hồ. Và các động tác được thực hiện theo chu trình quen thuộc như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ khởi động thật là nhẹ nhàng để giúp cho các khớp và cơ bắp của mình quen thuộc với những động tác. Tiếp theo chúng ta sẽ chạy 100m và tốc độ sẽ tăng dần từ chậm đến nhanh và sau đó trở về chậm và quay lại trạng thái cân bằng ban đầu. Bước thứ ba cuối cùng, chúng ta có thể bắt đầu khởi động những động tác mạnh và xoay nắn các khớp theo chiều kim đồng hồ và ngược lại để chúng ta có thể hoàn toàn thoải mái tự tin khi xuống nước. Lúc tiếp xúc với môi trường nước, trong cơ thể sẽ diễn ra quá trình phản ứng với 3 giai đoạn, ức chế khoảng 10 đến 15 phút. Mặc dù đã được khởi động để sẵn sàng thực hiện hoạt động bơi lội, nhưng khi tiếp xúc với nước, cơ thể vẫn có phản xạ co mạch ngoại vi, huyết áp tăng nhẹ, tim đập nhanh lên, nhịp thở tăng và mạch cũng nhanh hơn. Thích nghi, đây là giai đoạn tiêu hao năng lượng kéo dài khoảng 1 đến 3 giờ, tùy theo sức khỏe và sự rèn luyện của mỗi người. Lúc này cơ thể đã bắt đầu thích nghi với môi trường nước, ổn định và trở về trạng thái ban đầu. Giai đoạn tiếp theo là hồi phục bù đắp. Lúc này sau giai đoạn thích nghi thì cơ thể của chúng ta đã thấm mệt và dường như đã tiêu hao nhiều năng lượng, cần được bù đắp dần những phần năng lượng mất đi. Và trên thực tế thì lúc này người bơi sẽ cảm thấy thật sự mỏi cơ, các động tác phối hợp bị rời rạc và không còn nhịp nhàng như trước nữa. Báo hiệu cơ thể của chúng ta lúc đó cần được nghỉ ngơi, việc cố tiếp tục bơi sẽ dẫn đến hiện tượng chuột rút hoặc là rét lạnh thứ phát. Đến giai đoạn này khi thấy mỏi cơ thì quý vị khán giả của chúng ta nên giảm dần tốc độ, bơi vào gần bờ hoặc là các phương tiện cứu hộ gần đó. Sau đó thả lỏng toàn thân cơ thể trong thế nổi từ 3 đến 5 phút rồi mới lên bờ. Trường hợp cảm thấy rất rét lạnh thì phải lên bờ ngay lập tức. Sau đó chúng ta sẽ tìm nơi kín gió hoặc có lửa để sưởi ấm. Giai đoạn lên bờ chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần nằm nghỉ ngơi, thư giãn khoảng 10 đến 15 phút ở nơi kín gió. Sau đó chúng ta sẽ tắm rửa lại bằng nước ấm cũng trong phòng kín gió. Và lau khô người, mặc quần áo ngay trong phòng. Chú ý lau khô tai, mũi, mắt khi cần thiết và có thể nhỏ thuốc. Nếu mệt chúng ta nên uống một cốc trà đường nóng. Chú ý khi đang bơi nếu bị chuột rút, nguy hiểm nhất là rút cơ bụng. Cần bình tĩnh thả lỏng toàn thân trong tư thế dang rộng tay chân. Từ từ hít sâu và xoa nhẹ nhàng lên vùng chuột rút. Khi thấy đỡ thì báo cho người xung quanh hoặc bộ phận cứu hộ đến giúp đỡ đưa lên bờ. Trường hợp quá xa nơi cứu hộ hoặc có một mình thì khi thấy đỡ nhờ tự xử trí như trên phải nhẹ nhàng bơi vào bờ.